cái chỗ này quan trọng mà rất nhiều người sử dụng hay bị, hầu như rất nhiều người dùng quen mà vẫn hay bị, bởi vì nhanh tay là sẽ bị. Để sử dụng chiếc điện thoại Nokia 8800 chính hãng này rất đơn giản. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra thử là máy này đang tình trạng mất nguồn hay tắt nguồn bằng cách là mình bấm các nút thử có hoạt động không. Sau đó mình nhìn hai bên hông sườn của chiếc điện thoại Nokia 8800, nó sẽ có hai cái ngàm mà mình bóp và mình cảm thấy có độ đàn hồi. Sau khi mình bóp và mình nhấn vào, mình giữ luôn tay còn lại, mình sẽ kéo cái nắp pin ra như thế này. Lưu ý là mình sẽ kéo từ trên kéo xuống dưới. Sau đó mình sẽ thấy quả pin chính hãng mà pin new chưa sử dụng luôn, pin zin. Ở đây, ở phần dưới của quả pin nó sẽ có một cái khe hở. Cái khe này là khe nhà sản xuất ra như vậy. Và mình lấy tay, mình đưa vào cái khe này để mình nhắc quả pin lên. Sau khi quả pin được nhắc lên thì mình cầm tay để lấy quả pin ra hoàn toàn. Trên quả pin này sẽ có 3 lỗ cháo pin để khớp với 3 chân pin trên máy. Khi lấy quả pin ra thì mình sẽ thấy được bên trong là có thông tin điện thoại nè, email nè. Thì bây giờ mình bắt đầu sử dụng thì mình sẽ bỏ sim vào bằng cách là cái miếng cài sim này nó có phần hướng dẫn, là mình sẽ nhìn cái hình cái sim nó theo cái hình hướng dẫn này là chặt góc một góc. Thì mình sẽ đẩy theo hướng mũi tên của cái hướng dẫn đẩy qua. Thì ngay lập tức cái miếng sim này, cái miếng mà giữ sim này nó sẽ hở ra để mình dỡ ra. Rồi mình để sim vào, lòn cái sim vào. Sau khi cài sim xong thì bắt đầu mình cầm bộ pin, mình lật ốc của pin xuống để cho 3 cái lỗ cháo pin này nó sẽ khớp với cái chân pin trên máy. Mình để xéo xuống nha, để xéo như vậy nè. Chứ nếu mình để mà để thẳng như vậy luôn á thì nó không vừa. Bắt buộc phải để xéo xuống xíu vậy. Sau đó mình cầm cái ở phần đáy của quả pin đẩy nhẹ vô là xong. Cái chỗ này quan trọng mà rất nhiều người sử dụng hay bị, hầu như rất nhiều người dùng quen mà vẫn hay bị, bởi vì nhanh tay là sẽ bị. Ở trên cái nắp pin nó sẽ có hai cái rãnh này là có cái G luôn, tương ứng với hai cái rãnh này là hai cái lỗ trên cái sườn này là sườn nhựa, bằng nhựa, còn cái rãnh này là bằng kim loại. Nó phải khớp với nhau thì mình sẽ để từ, hồi nãy là mình đẩy từ trên xuống dưới thì bây giờ mình đẩy vào thì mình đẩy ngược lại từ dưới lên trên. Đó. Mình xem thử là hai cái rãnh này nó bằng chưa, nó khít chưa thì mình đẩy lên được. Nhiều người quên á, nhiều quý khách quên cứ để ngay vị trí này đẩy vô, và nó sẽ sụp xuống, nó gãy phần nhựa mà nó méo phần kim loại này. Để ý là những cái máy mà bị sử dụng nhiều hoặc là cũ thì sẽ hay bị mòn ở chỗ này, hai góc bên này, tại vì nó tán với hai cái G và hai cái đường rãnh này, nó tán vào đây sẽ bị mòn. Đó là cách phân biệt hàng mà sử dụng nhiều hay ít, cũng là một cách. Rồi sau đó mình đẩy từ dưới lên trên, lăn làm lại nè, xỏ từ ở dưới lên trên coi ngay khớp. Khi vào một khúc rồi thì bắt đầu mình sẽ cầm, mình giữ, mình coi hai bên nó đều hết chưa. Chứ nhiều lúc bị quên là một bên nó vô, một bên nó hở vậy nè, đẩy lên là nó bị xéo, bị méo và bị hư. Mình phải để nó đều và ngay, xong đó mình đẩy đều tay tiến lên trên. Khi mà lên rồi á thì âm thanh nó sẽ vào ngàm. Như vậy là xong. Sau khi bỏ sim, bỏ pin vào xong thì mình sẽ nhấn công tắc nguồn ở trên đầu. Nhiều quý khách quên lâu quá không có mở nguồn tắc nguồn á, nên là quên không phải nút nguồn ở đây mà nút nguồn ở trên đầu này. Có một cái nút công tắc nguồn, mình nhấn giữ tầm 3 giây, điện thoại rung lên và biểu tượng Nokia xuất hiện. Âm thanh quen thuộc. Vì lần chỉ bán những cái máy sưu tầm nguyên zin như mới, lại new chứ không có bán những máy đã sửa, nên là quý khách yên tâm nhé. Vâng, xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.